Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Những nội dung chính trong chương trình tối nay 17 tháng 6. Hôm nay, Đảng bộ huyện Tân Hưng khai mạc đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020. Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội thảo luận về bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Tin thế giới, tỷ phú Donald Trump chính thức tuyên bố tranh cử vào chiếc ghế tổng thống thứ 45 của Mỹ. Thưa quý vị, sáng nay, Đảng bộ huyện Tân Hưng tổ chức khai mạc đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đơn vị được tỉnh ủy chọn để tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nam Việt đã về tham dự đại hội cùng 189 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 đảng viên trong toàn huyện. Tham dự đại hội còn có ông Tạ Vĩnh Thắng, vụ trưởng vụ địa phương, văn phòng Trung ương Đảng. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hưng khóa 4, nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương đạt bứt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng một năm đạt 125% nghị quyết. Trong sản xuất nông nghiệp, nổi bật đạt huyện đã triển khai thực hiện chương trình 10.000 hecta lúa chất lượng cao, xây dựng cánh đồng lớn theo hướng liên kết 4 nhà, xây dựng cơ bản đầu tư có trọng tâm trọng điểm bám sát vào các chương trình đột phá, công trình trọng điểm xây dựng xã dân hóa và nông thôn mới. Đến nay, 100% xã có đường ô tô về đến trung tâm xã, có 98% hộ sử dụng điện, đạt 100% nghị quyết. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Hiện nay, huyện có 5 xã thị trấn đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3%. Công tác xây dựng đảng cũng đạt được những kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 558 đảng viên đạt 186% nghị quyết, nâng tổng số đảng viên của toàn đảng bộ lên hơn 1.500 đảng viên. Đảng bộ có hơn 46% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Là một đại biểu trẻ của xã vùng sâu của huyện Tân Hưng, thì hôm nay là về dự đại hội tôi thấy rất là vinh dự, tự hào. Tin tưởng rằng đại hội của chúng ta sẽ bầu ra ban chấp hành mới và đủ tâm đủ tầm để xây dựng huyện Tân Hưng ngày càng đổi mới phát triển. Bên cạnh đó, tôi cũng như người dân xã Vĩnh Châu A mong muốn là đảng, nhà nước, tỉnh, huyện sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho người dân xã vùng sâu thông qua việc có những cơ chế đặc thù khuyến khích phát triển kinh tế xã hội, quan tâm đến đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho nhân dân. Hưng Điền B là một trong những xã vùng sâu biên giới, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong nghị quyết trong đại hội đã đặt ra những vấn đề sắp tới sẽ làm cho quê hương Tân Hưng ngày thêm giàu đẹp, góp phần xây dựng, thực hiện thành công nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 mà huyện đảng bộ đã đặt ra. Phát biểu tại đại hội, Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Nam Việt đề nghị trong nhiệm kỳ tới, đảng bộ huyện Tân Hưng cần tập trung quy động mọi nguồn lực, phát huy lợi thế về tiềm năng đất đai, lao động để phát triển toàn diện nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển gắn với đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác xây dựng đảng. Trước khi khai mạc đại hội, đoàn dân quân chính đảng huyện Tân Hưng cũng đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Cũng trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 1 Long An 17 tháng 6 1960, 17 tháng 6 2015. Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Trạnh đến dự lễ cùng với gần 300 đại biểu là cựu chiến binh Tiểu đoàn 1, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An qua các thời kỳ. Trải qua hai cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Tiểu đoàn 1 đã 3 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là kết quả lãnh đạo của Đảng bộ, sự đùm bọc của nhân dân Long An cùng những hy sinh to lớn của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 1, góp phần xây dựng nên truyền thống của quê hương Long An, trung chủng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Trong giai đoạn cách mạng mới, Tiểu đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giúp dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Quân khu và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Trạnh
đã đánh giá cao những thành tích mà tiểu đoàn 1 Long An đạt được, đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc hơn nữa, xây dựng tiểu đoàn 1 ngày càng vững mạnh. Chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành với những thành tích to lớn đạt được, với truyền thống cách mạng vẻ vang, với thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngày càng tinh nhuệ, tất cả sẽ tạo thành nguồn lực to lớn để tiểu đoàn 1 Long An nói riêng và lực lượng vũ trang tỉnh nhà nói chung tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh giao phó. Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 cũng nêu rõ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, nặng nề hơn, đòi hỏi từng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1 cần tiếp tục nêu cao truyền thống, điều đâu đi đó, chỉ đâu đánh đó, đánh đâu thắng đó, phát huy truyền thống của đơn vị ba lần anh hùng, tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Sáng nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng Long An và Cục An ninh Tây Nam Bộ. Dự buổi lễ ký kết có Thiếu tướng Huỳnh Đức Hạnh, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ, Đại tá Nguyễn Văn Thành, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An. Việc ký kết phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng Long An và Cục An ninh Tây Nam Bộ nhằm mục tiêu xây dựng triển khai phương án kế hoạch lực lượng, phương tiện, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Thông tin trao đổi tình hình kịp thời, góp phần giải quyết thắng lợi các vụ việc xảy ra, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng lực lượng, đồng thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân biên giới nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các loại đối tượng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13, sáng nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Dự thảo bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi có 486 điều với 38 chương so với bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Dự thảo bộ luật tăng thêm 140 điều, trong đó bổ sung mới 172 điều, sửa đổi 294 điều, giữ nguyên 20 điều, bãi bỏ 26 điều. Với phạm vi sửa đổi rộng, cơ bản và hầu hết các điều luật, một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng nên sửa tên gọi của dự án là bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, là sự đánh dấu việc cụ thể hóa hiến pháp năm 2013, chứ không như tên gọi đã trình là bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu Đỗ Hữu Lâm, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có ý kiến đóng góp về việc sửa đổi bộ luật này. Điều 38 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác báo tin về tội phạm kiến nghị khởi tố, tôi đề nghị xem xét bỏ điểm B khoảng 1 điều này, bởi vì đây là bí mật điều tra của cơ quan điều tra, nhằm tránh trường hợp lợi dụng quyền này để cung cấp thông tin cho người khác làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Điều 45 quy định về nguyên đơn dân sự, đề nghị bổ sung vào điểm y khoảng 2 điều này quyền kháng cáo về hình phạt, bởi lẽ họ bị thiệt hại do hành vi phạm tội bị cáo gây ra. Khi đó điểm y khoảng 2 điều 45 được thể hiện lại như sau: kháng cáo bản án quyết định của tòa án về phần bồi thường thiệt hại hình phạt. Về điều 95 về quy định bảo lãnh, tại khoảng 7 quy định mức tiền phạt tối đa để bảo lãnh khi vi phạm nghĩa vụ bảo lãnh là 50 triệu đồng là quá nhẹ, đề nghị tăng mức phạt tiền lên, bởi vì đối với những tội phạm kinh tế thì người bảo lãnh lợi dụng điều khoản này để bảo lãnh người phạm tội ra, sau đó sẽ tạo điều kiện cho người phạm tội bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng. Về quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo không phải đưa ra chứng cứ bất lợi cho mình, ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định: người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội. Thảo luận về quy định bắt buộc phải ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can, nhiều ý kiến đại biểu tán thành với quy định này và cho rằng việc thực thi được điều này sẽ giảm bớt tình trạng bức cung dùng nhục hình, đồng thời cũng chính là sự bảo vệ cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng trong trường hợp bị can, bị cáo phản cung. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ xem triển khai việc này cần bao nhiêu kinh phí, các bước tiến hành.
Tại huyện Châu Thành, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu dinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Lê Bá Phước đến dự. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo cùng thân nhân các gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa và thành phố Tân An. Có 85 bà mẹ của các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa và thành phố Tân An vinh dự nhận được danh hiệu thiêng liêng bà mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt này. Trong đó có 2 mẹ được phong tặng và 83 mẹ được truy tặng. 2 mẹ được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng đều ở huyện Châu Thành. Đó là mẹ Trần Thị Khá sinh năm 1922 ở xã Phước Tân Hưng và mẹ Quỳnh Thị Nhuận sinh năm 1923 ở xã Thanh Phú Long. Với khí phách anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang, sự hy sinh thầm lặng cùng những cống hiến lớn lao của các mẹ đã tô thắm thêm truyền thống trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc của quê hương Long An. Danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng một lần nữa thể hiện lòng tri ân của Đảng, của đất nước đối với sự hy sinh to lớn của các mẹ. Noi gương khí phách ấy, thế hệ hôm nay quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ngày càng phát triển đi lên. Hôm nay, kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Tân An khóa 10, nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên bế mạc với nhiều nghị quyết quan trọng được thông qua. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự. Trong ngày làm việc hôm nay, các đại biểu đã nghe trả lời chất vấn của Thủ trưởng các cơ quan, ý kiến giải trình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An về một số vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm liên quan đến lĩnh vực trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Nội dung trả lời chất vấn của các lãnh đạo đồng ngành có trọng tâm, trọng điểm và thẳng thắn thừa nhận những tồn tại, khuyết điểm, cũng như đưa ra được phương hướng khắc phục. Với tinh thần tập trung, trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Tân An khóa 10, nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra. Kỳ họp đã thông qua 5 nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14. Về việc tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Tân An về phương hướng nhiệm vụ 2015, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung danh mục và kế hoạch vốn công trình xây dựng cơ bản 2015, nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2014, nghị quyết về phân bổ vốn ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho giai hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố. Hôm nay 17 tháng 6, 2015, trên 17.600 thí sinh của tỉnh Long An đã hoàn tất ngày thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc ở tất cả 45 điểm thi thuộc 15 hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh. Sáng nay, các thí sinh thi môn toán là môn thi cuối của kỳ thi cùng với môn ngữ văn, lịch sử đã thi trong ngày hôm qua 16 tháng 6. Đề thi được các thí sinh và giáo viên đánh giá dựa sức thí sinh. Hầu hết các điểm thi thực hiện đồng bộ các giải pháp tổ chức an toàn, nghiêm túc quy chế thi. Công tác tổ chức kỳ thi bao gồm coi thi, rồi thực hiện học tập quy chế, vân vân. Thì trong hai ngày thi vừa qua đó thì không có trường hợp vi phạm quy chế thi. Đề thi cho thấy rằng sát hợp với chương trình học và các thí sinh đều tỏ ra lạc quan về kết quả làm bài. Về việc tổ chức cơ sở vật chất, các điều kiện khác phục vụ cho kỳ thi đảm bảo. Ngoài ra đó thì cái công tác tuyển sinh lớp 10 của sở đó thì cũng được các cái điểm thi thông báo đầy đủ về chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường trung học phổ thông trên địa bàn. Nét mới trong tuyển sinh lớp 10 năm nay là thí sinh sẽ có nhiều cơ hội tiếp tục bước vào ngôi trường trung học phổ thông so với trước đây. Với việc áp dụng 3 nguyện vọng gồm về điều kiện xét tuyển, điểm số 3 môn toán, ngữ văn, lịch sử, không có điểm liệt, căn cứ vào điểm tuyển sinh từng trường trung học phổ thông trên địa bàn, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường mong muốn sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2, 3, nhưng điểm tuyển sinh sẽ bằng điểm tuyển sinh của trường đăng ký xét tuyển cộng thêm 2 điểm, nên đòi hỏi thí sinh phải cân nhắc kỹ khi lựa chọn nguyện vọng. Thực hiện kế hoạch phân luồng học sinh và định hướng nghề nghiệp năm học 2015-2016, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ tuyển sinh 74% tổng số học sinh dự tuyển,
Số học sinh còn lại dự kiến sẽ học tại trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường nghề trong tỉnh. Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tiêu hủy hơn 106.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Đây là số thuốc do lực lượng công an hai huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, đội quản lý thị trường số 2 và đội quản lý thị trường số 5 phát hiện, tịch thu của các đối tượng buôn lậu trong thời gian vừa qua. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An hôm nay cho biết đã có 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ở huyện Tân Trụ và Bến Lức, làm bị thương 2 người, hỏng 2 xe mô tô, trong đó có một vụ xảy ra trên tuyến đường cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện 233 trường hợp vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 392 triệu đồng, tước 26 giấy phép lái xe. Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 17 tháng 6 tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm Báo chí Cách mạng với công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới. Phát biểu đề dẫn tọa đàm cho thấy, Đảng ta luôn đánh giá cao vị trí vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, trong thực tiễn hoạt động. Các cơ quan báo chí của ta luôn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống báo chí Đảng. Các cơ quan báo chí, báo ngành cũng dành tỷ lệ thích đáng đầu tư nhân lực và trí tuệ để tuyên truyền về xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đưa chủ trương nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tại buổi tọa đàm, các tham luận thống nhất cho rằng gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, báo chí cách mạng có những đóng góp đáng kể đối với công tác xây dựng Đảng. Nhiều ý kiến đã nêu những kinh nghiệm hay, bài học quý từ thực tiễn, tác nghiệp đa dạng của phóng viên, đồng thời cũng trăn trở về những khó khăn yếu kém của báo chí thời đại buổi bùng nổ thông tin như hiện nay. Nêu rõ những nội dung trọng tâm mà báo chí cần tập trung phản ánh trong thời gian tới, nhất là về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 12 của Đảng. Sáng nay đã diễn ra lễ khởi công xây dựng trung tâm truyền hình thông tấn tại số 33 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Công trình trung tâm truyền hình thông tấn có tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng được xây dựng trên khu đất rộng 793,8 m², với quy mô 2 tầng hầm và 9 tầng nổi. Đây sẽ là công trình khang trang có kiến trúc hiện đại độc đáo với dáng cong hình ellipse. Công trình được thiết kế chú trọng tới tính đặc thù của một tòa nhà truyền hình bằng những thuận tiện trong quá trình sử dụng, đáp ứng được các yêu cầu về diện tích tiện nghi, không gian làm việc, không gian thông tầng, tòa soạn hội tụ, khu kỹ thuật, trường quay, phòng thu âm, ghi hình. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Hoài Dương khẳng định, việc xây dựng công trình trung tâm truyền hình thông tấn sẽ tạo cơ sở để tích hợp hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, với mô hình xử lý thông tin tập trung, đáp ứng yêu cầu về xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, với nhiều loại nguồn tin phù hợp với phương thức truyền phát thông tin hiện đại, đa phương tiện ngày nay.